Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Lê Dương TV. Và hôm nay thì tôi mới phát hiện ra một điều là tôi đã từng có một cái video khá là hay do tôi tự làm, đó là liên kết nhạc của nhạc hiệu của các khúc chính thức của Copa America, đó là La Gozadera của Gente de Zona và Mã Anthony, kết hợp thử với các video trailer của AFC Asian Qualifier 2022 được đến Qatar, hay còn được gọi là vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 Qatar, khu vực châu Á. Bây giờ tôi sẽ trình cho các bạn thử xem thế nào nhé. Các bạn hãy like, share và subscribe cho kênh của Lê Dương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.